Vậy nó mới có hướng con gà mẹ con gà gì tự nhiên khoái đó vậy gì nó khoái kìa tự nhiên nó cũng tự nhúng luôn rồi đi ba vô tí hồi nó khoái khoái mà rụng nó hai chứ mít bốn sáu Minh non hả trời chút nữa đánh dấu nha nhớ đánh dấu cái mít cái nhánh mít này của Di đi tí hơn nha nghỉ mệt đi con nghỉ mệt đi nha rồi rồi tiếp đi tiếp đi vô mẹ leo lên mẹ nhúng chung mẹ nhúng cái làm cái rụp khỏi đánh dấu luôn đi về đốt cái nhánh luôn á mẹ sung quá gì nữa mẹ Vinh quá sung luôn rồi gãy lá mắt luôn rồi trời ơi rồi chủ nhà la lối rồi đó bỏ chạy hết đi thôi nghỉ mệt đi con thờ ơi nó dở chân lên tội nó còn giờ ai nhúng lại thôi lần này xu nhúng cho chị xu quay đây nè chị quay đây em đi nhúng đi ui rồi mẹ vậy đứng đây nè gì mời mời đứng đây nè đây đứng đây chị đứng đây chị ơi đừng ngồi vậy lủng ngồi vậy mà chú đau lắm á từ trở lên con trở lên máu rồi máu nè mình sẽ quay với đây nè ngồi đây rồi vô rồi dứt cười rồi hả? Anh đi còn khá lắm. Mệt quá à. Chị mệt đi quá.